VucoPo xin chào bạn. Ngày hôm nay VucoPo sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app cực kỳ là hấp dẫn. Đây, các bạn thấy không? Đây là một cái hình ảnh có chỉ có cái đầu con heo thôi. Và chúng ta dùng một cái điện thoại khác đặt vào, và cái điều thần kỳ sẽ xuất hiện. Các bạn thấy không? Rất là thần kỳ. Con heo nó đã hiện hình và có chân, có đuôi. Hay các bạn thấy không? Và nó đi ở trên cả cái màn hình của cái điện thoại chúng ta luôn. Và quan trọng hơn nữa là các bạn nghe thấy cái tiếng của nó không à? Cái tiếng kêu này nè, mình làm lại nha. Các bạn xem. Đây, có tiếng kêu luôn. Đây, xoay cho các bạn, mình có thể đụng được xà vào nó luôn. Xoay các bạn xem này. Đấy. Có tiếng kêu của âm thanh. Rất là thật. Do là trong đây nó hơi tối nên mình quay nó hơi mờ chút xíu ha. Nếu mà các bạn nào mà làm thực tế ở bên ngoài thì nhìn cực kỳ đẹp đó các bạn. Rất đẹp luôn. Đây, con heo. Để mình lại gần lại xíu cho các bạn nhìn rõ hơn nha. Trong đây nó hơi tối nên nó hơi mờ chút xíu. Rồi bây giờ mình chuyển sang một con khác xem như thế nào ha. Đây, con chó nha. Đây, xuất hiện con chó lên rồi, nằm trên màn hình. Âm thanh rất là sống động. À, quan trọng hơn là cái app này có thể là giúp cho bé, các bé mà có thể học tiếng Anh. Các bạn khi mà thấy, khi chúng ta soi vào một cái hình thì nó sẽ đọc cái tên của cái loài động vật đó bằng tiếng Anh nha. Đây, có đuôi quẩy quẩy luôn nha các bạn. Và âm thanh rất là sống động, âm thanh thật luôn. Chúng ta xem giống như là đang ở trong một thảo cầm viên vậy. Dogs. Các bạn thấy không? Có người khi mà chúng ta gơ vào màn hình đó, thì sẽ có người đọc lên cái tiếng để giúp cho bé có thể là học Anh văn. Rồi bây giờ chúng ta thử chuyển sang một cái con khác xem như thế nào nha. Tiếp theo. Đây các bạn xem. Đây. Con hươu. Các bạn khi mà chúng ta rơ vào á thì nó sẽ hiện lên, hiện con cái loài động vật đó lên và có cái âm thanh. Đấy các bạn thấy không? Cái âm thanh giống như là chúng ta đang ở trong rừng vậy đó. Và đứng thẳng lên trên cái điện thoại. Cực kỳ là hấp dẫn. Đấy, rất là dễ dàng, cái này là cài đặt rất là dễ dàng thôi. Bạn nào cũng có thể làm được. Cái này có thể chúng ta có thể học được Anh văn nha, dựa vào cái app này. Giraffe. Con hươu, hươu cào cổ kìa các bạn. Đấy, cực kỳ không? Wow. Rất là đẹp. Rất là thật luôn. Hươu cào cổ. Chúng ta có thể xoay nha, chúng ta có thể xoay và xem được 4 chiều luôn. Ở trên, ở dưới, bên phải, bên trái và xem vòng vòng luôn. Rồi, chúng ta chuyển sang một con khác nào. Con voi nha các bạn. Đấy. Chúng ta có thể xem 4 chiều. Và nghe âm thanh rất là chân thực. Này các bạn thấy không? Rất là cực kỳ là thú vị. Rồi bây giờ chúng ta có thể thao tác được ở trên cái màn hình nè, màn hình chính của các bạn. Đây ha, chúng ta có thể thao tác được trên cái màn hình chính và đụng vào cái loài động vật đó luôn. Ở bên dưới thì cũng vậy, các bạn có thể sờ vào nó. Elephant. Chúng ta có thể học Anh văn, học Anh văn cho bé, học Anh văn dựa vào cái app này. Khi mà chúng ta rơ vào bất kỳ loài động vật nào thì sẽ có người
phát âm ra cái tên của cái loài động vật đó. Các bạn thấy chú khỉ rất là dễ thương à, cái âm thanh cực kỳ là chân thật và rất là sống động nha, giống như chúng ta đang ở bên ngoài đi tham quan một cái khu sở thú Monkey các bạn nha, Monkey con khỉ nha. Đấy, cực kỳ là hấp dẫn. Cái đuôi nè, cực kỳ cái đuôi nhúc nhích luôn. Rồi chúng ta tiếp tục chuyển sang một cái hình khác xem như thế nào nha. Đây là cái buồn chuối. Cái buồn chuối này nó hơi lạ quá, nhìn nó không có giống cái buồn chuối lắm. Do là mình quay ở trong cái không gian nó hơi tối nên xem nó không được rõ lắm. Cái này các bạn nếu mà chúng ta cài đặt ở bên ngoài thì chúng ta thấy rất là thật và rất là đẹp nha các bạn. Gần như là khoảng 99%. Rồi mình thử con cá heo nha. Thử xem con cá như thế nào đây. Đây con cá quail. Cá heo này các bạn. Đấy các bạn thấy giờ quail. Cái này mà cho bé học Anh văn thì rất là tốt, vừa cập nhật được kiến thức vừa có thể giải trí. Rồi chúng ta xem thử con kiến mới cực kỳ là thú vị các bạn. Các bạn hãy xem thử. Đây, điều thần kỳ sẽ xảy ra. Phải có cả cái nhánh cây. Âm thanh thì cực kỳ là chân thực. Đây các bạn thấy có những con kiến nhỏ nó đang bò không ạ? Và cách cài đặt thì mình có để ở đường link ở bên dưới ha, và có hướng dẫn chi tiết ở bên dưới. Các bạn nào mà muốn cài đặt cái app để sử dụng giống như thế này thì các bạn có thể kéo xuống bên dưới để xem nha. Và nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì nhớ để lại một like và nhớ đăng ký kênh của mình để mà theo dõi một số cái giới thiệu cực kỳ là thú vị ở những clip sau nữa nha các bạn. Đây là con ba ba ha. Do là trong phòng hơi tối nên các bạn nhìn không rõ lắm. Đấy, con ba ba đang lội luôn. Âm thanh tiếng nước chảy cực kỳ là hay. Rồi và có rất nhiều con động vật khác các bạn có thể tải trên mạng về để mà mình xem nhé. Rồi bây giờ thì kết thúc. Mình xin hẹn gặp lại các bạn sau. Chúc các bạn cài đặt thành công. Ok, như vậy là xong nhé. Thật là đơn giản, chỉ cần một thao tác là có thể xử lý được lỗi. Nếu các bạn cảm thấy clip hữu ích, hãy để lại một like và nhớ đăng ký kênh để cập nhật các cái hướng dẫn mới nhất bạn nhé. Và bây giờ, vui của Oppo xin chào và hẹn gặp lại.